Số phận đồng tiền. Chà, thế là cuối cùng cũng đến ngày chúng ta được lưu hành rồi. Hồi hộp quá. Ui chao, vinh dự quá nhỉ. Cứ hí hửng nữa đi, rồi đến lúc ra ngoài đừng có thất vọng đấy nhé. Ơ, sao anh lại nói vậy? Sao chúng ta lại thất vọng? Không phải chúng ta, mà chỉ là cậu thôi. 500 quẹn thì có giá trị gì cơ chứ? Cậu sẽ bị khinh như rác cho mà xem. Đúng đấy. Ơ, điều này là thật ư? Dạ, đây là của ông ạ. Này cô, có tiền khác chẳng không? Chứ mấy đồng này lẻ quá. Rất tiếc, cháu hết rồi. Còn mỗi tờ đó thôi. Thôi đành vậy. Hóa ra mình chỉ là tờ bạc lẻ. Cháu ngoan, ông cho cháu cái này để mua kẹo. Ôi, cháu cảm ơn ông. Cô ơi, cho cháu mua cây kẹo muốt. Mình chỉ có giá trị bằng một cây kẹo muốt thôi sao? Của chị đây, tất cả hết 32.500 đồng. Vâng, em xin ạ. Ôi, ôi. Rơi xuống rãnh nước mất rồi. Bẩn và hôi quá. Chỉ là tờ 500 bạc. Thôi chả cần. Ai làm rơi tờ 500 bạc ở đây thế này? Ôi, cướp, cướp. Tiền đây, được bao nhiêu thì nhanh lên. Tao chết mất, chỗ này chỉ đủ một liều thôi. Hả? Tai nạn à? Chết, sắp đi làm ăn. À, cứu, cứu tôi với. Trời ơi, sao số phận mình lại bất hạnh thế này? Giá mình đừng có sinh ra trên đời này thì tốt biết mấy. Năm trăm đồng. Cảm ơn trời Phật, hôm nay con không phải nhịn đói rồi. Bơm cho anh bánh trước nhé. Dạ. Tiền công của em này. Dạ, em xin. Tao sẽ giữ mày, đồng tiền bé nhỏ ạ. Mày là vật vô giá vì là số tiền đầu tiên tao kiếm được. Thật không ngờ, mình cũng có ngày được hạnh phúc. Mình đã có công cứu đói một ông lão, giờ lại trở thành một vật kỷ niệm vô giá thế này. Hối hận. Anh ghép được rồi này Linh ơi. Đâu đâu, cho em ghép với. Đây, nhận anh ghép xong rồi. Em phải xoay rời ra để chơi lại từ đầu nha. Dạ. Điểm dừng tiếp theo, ngã tư Phương Mai. Đến nơi rồi các con, chúng ta xuống thôi. Vâng ạ. Các con lên cất đồ đạc đi nào. Vâng ạ. Anh sẽ mang bộ Rubik này tới lớp thể hiện màn xoay Rubik cho đám thằng Hùng lát mắt. Ủa, sao không thấy nhỉ? Ơ, bộ Rubik đâu rồi? Linh à, bộ Rubik của anh đâu rồi? Hình như anh đã đưa nó cho em lúc ở trên xe mà. Ôi, em để quên trên xe buýt rồi anh hai ơi. Em nói gì? Đó là món đồ chơi anh thích nhất. Ba đã mua nó khi ba đi công tác đó. Anh hai, em... Khó lắm anh mới ghép được. Thế mà, tất cả là tại em. Nếu em không đòi chơi thì làm sao để quên trên xe buýt được chứ? Em không cố ý mà. Em xin lỗi anh hai.
là đồ chơi em thích nhất đó. Ba đã mua cho em. Đền cho anh nè. Anh không thèm chơi cái đồ trẻ con này. Nhưng đây là món đồ chơi đẹp nhất của em rồi. Sao anh hai lại không thích? Anh không cần. Anh không muốn chơi với em nữa. Anh ghét em. Đi đi. Linh à, Quốc, xuống ăn cơm tối nào các con. Vâng ạ. Quốc, em Linh đâu rồi con? Từ chiều tới giờ, mẹ không thấy em đâu cả. Em Linh không ở đây với mẹ sao? Trời, vậy em con đâu rồi? Linh ơi, Linh, con đâu rồi? Trời tối rồi mà nó còn đi đâu nữa? Không biết là Linh đi đâu nữa. Ủa, có khi nào... Mình phải tìm lại bộ Rubik cho anh hai mới được. Trời mưa rồi, mình phải nhanh lên thôi. Bác ơi, bác có thấy bộ Rubik nào bỏ quên trên xe không ạ? À? Bộ Rubik à? Không, bác không thấy. Dạ. Làm sao để tìm lại bộ Rubik cho anh hai đây? Tiền đóng học phí. Cháu chào bác ạ. Quân đó hả? Sao không ở nhà ôn bài đi? Cứ ra đồng lấy rơm lấy cỏ suốt vậy. Dạ, cháu tranh thủ lúc nghỉ ra ngoài làm chút cho thoải mái bác ạ. Ừ, chịu khó mà ôn thi cho tốt cháu nhé. Có gì khó khăn cứ sang nói với bác hai, giúp được bác sẽ giúp. Dạ, vâng ạ. Ông à, chuyện gì vậy bà? Dạo này rau bán cũng được ông à. Mai tôi lại bán thêm một mẻ nữa. Thế là lại dành dụm thêm được ít tiền. Tốt quá. Vậy là chắc sắp dành đủ tiền để mua một chiếc xe máy mới rồi bà nhỉ? Vâng, để ông đi lại cho đỡ vất vả. Có xe, mình đi lại thăm các con ở xa cũng thuận tiện hơn. Không cần chúng nó phải đưa đón nữa. Mà chiều bà có thấy thằng bé Quân sang lấy xoài không? Không ông à. Tôi dặn nó sang lấy, mà chắc lại mãi ôn thi nên quên mất rồi. Thằng bé giống cha như đúc, ở cả cái tính chịu khó và hiếu học. Rõ khổ, nếu như ba thằng bé còn, có phải hai mẹ con nó đỡ vất vả hơn không? Hàng xóm láng giềng với nhau, vậy mà mình chẳng giúp được gì nhiều. Ai như thằng Quân. Quân, Quân ơi. Dạ, bác Tư. Thế nào rồi hả Quân? Các bạn khác đã có kết quả thi đại học hết rồi. Thế còn cháu? Cháu có giấy báo chưa? Dạ cháu, cháu trượt rồi bác ạ. À. Sao lại thế được? Cháu học rất chắc cơ mà. Thế được bao nhiêu điểm? Dạ, thôi, cháu chào bác. Cháu có việc gấp phải đi đây ạ. À. Ơ kìa, Quân, Quân. Bác Tư,
khổ thân bạn ấy. Có giấy báo trúng tuyển rồi, nhưng mà mẹ bạn ấy mới bị phát hiện bị ung thư máu, nên có lẽ Quân không thể nhập học được bác à. Cậu ấy phải để dành tiền lọc máu cho mẹ. Trời ơi, thật vậy sao? Thế mà bác không hay biết gì hết. Mấy nay bạn ấy buồn lắm. Bà à, có lẽ nhà chúng ta phải tạm lùi mua chiếc xe mới lại một thời gian. Ủa, ông luôn miệng nói chỉ chờ nhà mình tích cóp đủ tiền là mua xe. Giờ đủ tiền rồi thì ông lại... Bà, chúng ta đi xe đạp bao năm cũng có sao đâu. Nhưng có một người cần số tiền ấy hơn chúng ta nhiều bà. Thôi, tôi giải thích cho bà sao. Giờ tôi phải đi gấp, không thì không kịp mất. Ờ, cái ông này. Quân à, Quân. Dạ, chào bác Tư. Quân à, cháu đi đâu vậy? Ờ, dạ, cháu... Cháu lên thành phố kiếm việc bác ạ. Cháu phải đi làm để kiếm tiền thôi. Quân à, chừng này có đủ không cháu? Ờ, số tiền này là sao bác? Quân à, bác biết hết rồi. Cháu hãy cầm lấy số tiền này về trả chú Huân, còn lại thì làm thủ tục nhập học đi nhé. Bác, cháu cảm ơn bác, nhưng cháu không thể nào nhận số tiền này của bác được. Quân à, hãy gắng lên, đừng bỏ phí mơ ước của mình như vậy. Hãy cố gắng lên. Nếu ngại thì coi như là tiền bác cho vay tới khi nào ra trường kiếm được việc làm thì trả lại cho hai bác cũng được mà. Hãy viết tiếp ước mơ của mình và viết cho cả mẹ cháu, cả các bác nữa Quân nhé. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Cháu cảm ơn bác. Kế hoạch kinh doanh thất bại. Ôi, nước hết mất rồi. Anh Thỏ ơi, anh cho tôi xin ít nước được không? Chỉ còn tưới mỗi luống này nữa là xong rồi. Giờ phải ra tận bìa rừng gánh nước thì thật chẳng bỏ tẹo nào anh ạ. Mình còn nhiều nước đây, nhưng công sức gánh nặng đường xa mà cho chị ấy thì tiếc quá. Thôi tiếc lắm. Nước của tôi cũng sắp hết rồi chị à. Vậy tôi phải ra bìa rừng gánh thêm vậy. Chào mọi người. Chào chị Thỏ Trắng. Chúng tôi vừa từ khu rừng bên kia về. Mấy ngày liền bên đó mưa to gió lớn, tất cả các vườn cà rốt đều bị ngập nước rồi chị ơi. Trời, cà rốt mà ngập nước là hỏng hết rồi. Nhà anh Thỏ Nâu thì còn ít cà rốt, nhưng chắc chỉ ăn được vài ngày thôi chị. Cà rốt hỏng hết thì họ biết sống thế nào cơ? À, cơ hội làm giàu đến rồi. Mình phải nhân cơ hội này, bán cà rốt với giá thật cao mới được. Thế nào mà họ chả phải mua cơ chứ? Hả? Chắc chị ta cũng tính mang cà rốt đi bán đây mà. Mình phải nhanh tay hơn mới được. Cà rốt tươi ngon đây. Mọi người mua nhanh tay kẻo hết nha. Cà rốt kìa, bà con ơi. Phải đến mua nhanh mới được. Cà rốt này bán thế nào hả anh? 20 đồng một củ nha. Sao giá cao thế? Gấp đôi cả bình thường ấy chứ. Nếu không mua thì tôi mang về vậy. Nhà chẳng còn củ cà rốt nào. Không mua thì biết lấy gì mà ăn bây giờ. Đành phải mua thôi bà con ơi. Anh bán tôi một túi đi. Bán cho tôi 3 túi. Cho tôi 2 túi nha. Được rồi, mọi người đừng chen lấn. Rồi ai cũng sẽ có thôi. Cháu ơi, già còn có chút tiền. Cháu bán rẻ cho già 1 túi có được không? Cháu không bán rẻ được đâu. Vậy thôi. Mọi người ơi, ở bên kia có cô Thỏ Trắng đang bán cà rốt với giá rất rẻ. Gì cơ? Thế thì tốt quá. Ta lại mua thôi bà. Thỏ Trắng đáng ghét. Chắc lại bán phá giá để cạnh tranh với mình đây mà. Giá mà không có chị ta sang bên khu này bán thì mình có phải kiếm được nhiều hơn nữa không? À, có cách rồi. Trời, sao lại có viên đá đứng chắn ở đây thế này? Nặng quá. Lúc trước tôi thấy anh Thỏ cố tình đặt tảng đá giữa đường đấy chị. Vậy sao?
trời nóng quá, xuống sông rửa mặt cho mát thôi. Ôi, tiền của tôi. Ôi, có ai không? Cứu tôi với. Trời ơi, hình như có người gặp nạn. Lạnh thỏ, cứu tôi với. Bám vào đây đi. Cảm ơn mọi người. Anh có sao không? Hãy để chúng tôi đưa anh về nha. Tiền, túi tiền của tôi rơi xuống sông mất rồi. Thôi, xem như của đi thay người, giữ được mạng sống là tốt rồi. Nếu chị cũng mất hết số tiền bán cà rốt mấy ngày qua, chị có bình tĩnh được không? Chị Thỏ Trắng mang cà rốt đi chia sẻ cho mọi người mà, chị ấy có bán đâu. Chị Thỏ Trắng, vậy là chị không phải mang đi bán sao? Chị ấy bán rẻ như cho ấy. Tôi thấy chỗ chúng ta trồng trọt tương đối dễ dàng, có của dư nên thấy mọi người lâm vào hoạn nạn, tôi giúp đỡ ít nhiều thôi. Ừ, chúng ta về thôi, chắc chắn mọi người cũng sẽ góp cho cậu ít cà rốt, vì giờ cậu có còn gì để ăn đâu, phải không mọi người? Nhất trí, nhất trí. Cảm ơn mọi người tốt với tôi quá. Công việc của cha mẹ. Hôm nay lại bán không hết củi à mình? Ừ, dạo này đang vụ nông nhàn, dân họ cũng đi kiếm củi nhiều, thành ra bán chậm lắm. À, mà thằng Tí đi học về chưa? Con chào ba mẹ. Con đi đâu mà về muộn thế, lại còn mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế kia? Dạ, con đi chơi trận giả với mấy đứa trong làng ý mà. Hôm nay chơi vui lắm, vèo cái trời đã tối rồi. Hàm chơi quá, chả lo học hành gì cả. Con không nên theo bạn bè chơi bời suốt ngày như vậy. Ờ, thì con biết rồi. Mẹ ơi, mẹ nấu cơm xong chưa? Con đói rồi. Cơm nước xong xuôi cả rồi đây. Rửa tay đi, chuẩn bị ăn thôi. Dạ. Mà mẹ ơi, thằng Tèo nhà bác Tư ấy rõ là sướng. Ba nó hôm rồi lên huyện mua cho nó bộ quần áo rõ là đẹp ấy, rồi cả đôi dép mới nữa chứ. Mẹ, mẹ mua cho con một đôi dép mới đi. Con trai, đợi đến năm mới, ba mẹ sẽ mua quần áo và dép mới cho con. Nhà ta không dư giả gì, nay mua cái này, mai mua cái khác sao được. Ba, ba mua cho con đi mà. Con thấy kìa, hôm nay củi bán còn ế, ba lo được tiền ăn học của con là may mắn lắm rồi. Con phải chịu khó. Ôi, ba mẹ, không có thương con. Chiều nó quá không ổn, có lẽ đã đến lúc dạy cho nó biết chịu khó, chịu khổ, biết nghĩ đến người khác rồi đây. Con sang nhà bạn Tèo chơi nha. Con trai, hôm nay ba hơi mệt, con phải đi vào rừng kiếm củi cùng ba rồi. Cái gì? Con đi kiếm củi hả ba? Đúng vậy. Ờ, nhưng bình thường ba vẫn bảo con cần tập trung học hành mà. Con... Thì vẫn là như thế, nhưng con cũng nên tranh thủ thời gian giúp đỡ gia đình chứ. Cái gì cũng có khó khăn lúc đầu, con sẽ làm được thôi. Dạ. Ôi, con mệt quá. Không ngờ việc này không đơn giản như con tưởng. Con mới gom được một bó củi mà đã mệt à con trai. Nào, lại đây ba dạy cho con bổ củi. Ui da. Cầm chặt cán rìu, nếu không con sẽ bị đau tay đấy. Ba ơi, con không thể bổ củi được đâu. Mấy thân củi mục, sao ba không vác luôn xuống chợ mà bán? Bổ ra làm gì? Để thế thì ai mua hả con? Mình phải bổ ra, khách mua về chỉ đốt thôi. Ôi! Ba ơi, con mệt quá. Chắc con không làm được việc nặng thế này đâu. Từ mai con sẽ ở nhà, con sẽ phụ giúp cho mẹ. Nóng quá đi. Tí à, ra giúp mẹ phơi quần áo, còn nồi canh đang sôi trên bếp nữa đó con à. Nắng quá mẹ ơi,
Một lát con phơi. Bây giờ không phơi thì hết mất nắng. Thế vào bếp trông cho mẹ nồi canh. Để đấy mẹ phơi cho. Con biết rồi. Sao thế con? Sao thế? Có chuyện gì vậy? Nóng quá, nóng quá. Thôi được rồi, để đấy cho mẹ. Mình thật là vô dụng, học không tới nơi, lại chẳng giúp đỡ ba mẹ được việc gì hết. Mình đem túi cơm này đi, kẻo về muộn lại đói. Cảm ơn mình, tôi đi nhé. Ba ơi, ba cho con đi cùng ba nha. Con phụ giúp ba bán củi ngoài chợ. Con xin đi cùng ba ư? Dạ vâng. Ba ơi, từ nay con sẽ không đòi ba mẹ mua quần áo mới nữa. Hết giờ học, con cũng không đi chơi nữa. Con ở nhà phụ giúp mẹ, giúp ba. Con đã hiểu được nỗi vất vả của ba mẹ rồi đúng không? Từ giờ, chơi bời ít hơn một chút, chăm chỉ học hành hơn một chút là ba mẹ vui rồi, nghe con. Dạ, vâng ạ. Chuyện trên đường cao tốc. Các con đừng sợ, bà lái xe không sao đâu. Mẹ nhìn kìa, cây cột đường bị đổ hết. Con thấy những chiếc xe ô tô phía trước cứ như sắp đâm vào mình rồi. Con đừng nhìn ra cửa nữa, nhìn vào ba thôi, giống như chị con kìa. Mẹ nói đúng đấy, chỉ nhìn ba thôi sẽ chẳng thấy sợ đâu. Em xem, ba rất bình tĩnh, không việc gì chúng ta phải sợ cả. Ba mẹ con bình tĩnh đi, để ba tập trung lái xe, bảo mỗi lúc một lớn hơn rồi đấy. Mình ơi, họ còi xin đường chúng ta đấy. Bây giờ lối chạy xe còn không có thì làm sao mà có chỗ cho xe khác vượt. Đường lại bị nước ngập rồi, có vượt lên cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Họ còi nghe sốt ruột quá mình nạ. Hay mình xem có chỗ nào tấp vào nhường đường cho họ đi trước đi. Mẹ nói đúng đấy, ba cho họ vượt lên trước đi ạ. Không được. Lái chiếc xe hơi này chạy trên đường cao tốc ngày mưa ngày bão mà cứ y như ốc sên dạo phố ấy. Xe hơi cái nổi gì, xe lu thì có ấy. Bực hết cả mình. Kia kìa, nhà ông ta đang ngồi ăn rồi đấy. Thấy ghét. Mưa bão thế này lái xe không an toàn chút nào. Nhà mình cứ nán lại đây đợi mưa ngớt rồi hãy đi tiếp. Em cũng nghĩ vậy mình à. Nếu không biết lái xe thì đừng có chạy vào đường cao tốc. Thôi, ăn mau lên các cậu rồi còn đi. Thà đi ngoài mưa bão còn hơn là đi sau chiếc xe lu. Ngớt mưa rồi, trời sáng hẳn ra mẹ nhỉ. Xe nhà mình lại chạy bon bon. Chỉ tầm nửa giờ nữa là về đến nhà thôi mình nhỉ. Ừ, sắp rồi. Đường nước rút rồi nên đi nhanh được. Chỉ xây xát nhẹ, không ai bị thương cả. Nhưng các anh cũng nên đến trạm y tế gần đây kiểm tra. Xe chúng tôi còn trống một chỗ, có thể cho một người đi nhờ. Tôi sẽ chở giúp hai người còn lại. Xe nhà tôi cũng còn hai chỗ trống. Hai anh này mình vừa gặp ở quán ăn lúc nãy ba nhỉ. Chắc các anh đi nhanh quá nên mới bị ngã đây. Bọn anh... Tại trời mưa to, tầm nhìn kém, đường lại trơn trượt. Chứ không thì làm sao tay lái lụa như bọn anh trượt ngã được chứ. Hóa ra cứ lái xe không chuyên như bác lại hay. Đi chậm chậm, thế mà lại chắc. Thú thật với mấy cậu, trước đây tôi đã từng lái xe tải đường dài mấy chục năm rồi đấy. Sao cơ ạ? Bác đã từng là lái xe tải đường dài sao? Đúng vậy. Và ngồi sau vô lăng,
Lúc nào tôi cũng tâm niệm rằng càng gặp tình huống khó khăn, mình càng phải cẩn trọng, không chỉ bảo vệ an toàn cho mình mà còn cho người khác nữa. Dạ, chúng cháu sai rồi, cháu xin lỗi bác. Đây Âu cũng là bài học nhớ đời với chúng cháu. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.